tìm đến mục máy in bằng cách vào tìm kiếm. Ở trên Win 10 hoặc là Win 8 hoặc Win 7 thì đều có giao diện như nhau. Các bạn sẽ tìm đến mục Control Panel. Ở đây các bạn lựa chọn vào Device Printer. Sau đó thì máy in mà các bạn đã cài lên thì hiện ở đây, các bạn ấn chuột phải, lựa chọn Printer Property để cài đặt cấu hình in. Các bạn chọn Advanced và chọn Printing Default. Ở đây sẽ ra một bảng cài đặt chi tiết và sẽ là cài đặt mặc định của máy, thì bao gồm có khổ giấy, nguồn lấy giấy, loại giấy, và đây sẽ là in hai mặt. Thông thường sẽ có 3 lựa chọn. No sẽ là in một mặt, hai là Yes Flip Over thì sẽ là in hai mặt dành cho khổ dọc, còn Yes Flip Up thì sẽ là dành cho khổ in ngang. Khi các bạn muốn in hai mặt dọc hoặc ngang thì các bạn lựa chọn tùy theo ở đây. Nếu như mà chọn không in hai mặt thì các bạn chọn No, sau đó OK là được. Ở đây tôi muốn in hai mặt dọc thường xuyên thì tôi sẽ chọn vào đây, chọn OK. Bây giờ tôi sẽ mở lên một file Word. Tạo một file hai mặt, hai trang giấy. Và như chúng ta vừa thấy, sau khi cài đặt mặc định, máy sẽ được chọn luôn, đây là HP LaserJet Pro M400 404. Thì ở dòng Flip Print on Both Sides, máy đã chọn sẵn cho chúng ta là Flip Page on Long L rồi, tức là sẽ in hai mặt khổ dọc. Còn nếu như các bạn chọn dòng Flip Over như vừa rồi, trong khung vừa rồi, thì máy sẽ nhảy xuống dòng này để chúng ta in hai mặt khổ ngang. Ở đây tôi in khổ dọc nên tôi sẽ chọn ở đây. Còn để kiểm tra kỹ hơn thì các bạn chọn Printer Property. Đó, thì ở đây đã có sẵn các cài đặt rồi, chúng ta chỉ cần ấn OK. Khổ giấy ở đây do file của tôi vừa mở, nó là letter nên máy sẽ chọn ra letter. Chúng ta có thể chuyển về A4. Đó, bây giờ thì tôi sẽ tiến hành in thử.